Màn xếp hình nghệ thuật Bản Hùng ca Điện Biên của Đoàn Nghi lễ Quân đội Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam xin phép được bắt đầu. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. Cách đây 70 năm về trước, trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng ấy vẫn luôn vang vọng và là động lực để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Màn xếp hình nghệ thuật với chủ đề Bản Hùng ca Điện Biên, chỉ đạo nội dung Đảng ủy Chỉ huy Đoàn Nghi lễ Quân đội Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ đạo nghệ thuật Thượng tá Hoàng Ngọc Thanh. Thank you.
hình nghệ thuật Bản Hùng Ca Điện Biên của Đoàn Nghi lễ Quân đội Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đến đây kết thúc. Kính chúc các đồng chí